Xin chào các bạn biết không, ngoài việc làm nhiệm vụ an ninh, cảnh sát các nước trên thế giới còn có nhiệm vụ quảng bá hình ảnh của quốc gia. Và khi đó thì những chiếc siêu xe đóng vai trò là một công cụ hỗ trợ vô cùng đắc lực. Tùy theo đặc điểm tình hình an ninh tại mỗi khu vực, thành phố, lực lượng cảnh sát lại được trang bị những phương tiện riêng để thực hiện nhiệm vụ của mình. Những chiếc xe này thì có đặc điểm chung là để sở hữu tốc độ và khả năng mạnh mẽ vượt trội. Vậy bạn đang tò mò cảnh sát Việt Nam sử dụng xe gì và cảnh sát nước ngoài sử dụng siêu xe gì hay không? Hãy cùng xem gì hôm nay khám phá ngay thôi nào! Cảnh sát Úc Kia Stinger GT. And this is Bacardi Street. This is Bacardi. Nước Úc luôn nổi danh với những cuộc truy đuổi tốc độ nhờ có các con đường cao tốc thẳng và chạy dài trống trải. Cũng chính vì thế mà những tên tội phạm ở đất nước này cũng dễ dàng trong việc chạy trốn hơn. Điều này khiến cho lực lượng cảnh sát đất nước này phải đau đầu trong việc tìm cách đối phó. Cảnh sát đất nước này tuyển chọn những phương tiện truy đuổi tốc độ cao, hiệu suất mạnh mẽ làm phương tiện truy đuổi. Chính vì thế họ sử dụng Kia Stinger 2018 của Hàn Quốc. Stinger GT có động cơ 3,3 lít, V6 Twin Turbo mạnh 365 mã lực. Hộp số tự động 8 cấp và cầu sau, Stinger có tất cả các yếu tố cần có của một chiếc xe tuần tra tốt. Những chiếc xe này được nâng cấp với bảng đề ca trang trí đặc trưng màu xanh của xe cảnh sát. Tại thị trường Mỹ thì phiên bản Kia Stinger GT này có giá từ 39.895 USD, tức là vào khoảng 925 triệu đồng. Chắc chắn với khả năng tăng tốc độ từ 0 đến 96 km/h trong vòng 4,6 giây và tốc độ tối đa đạt 268 km/h, Kia Stinger GT sẽ trở thành một trợ thủ đắc lực cho bất cứ cảnh sát nào. Dodge Charger Pursuit. Nhắc đến cảnh sát, rõ ràng không thể bỏ qua Dodge Charger Pursuit, chiếc xe quá quen thuộc với các fan của tựa phim Fast and Furious. Chiếc xe này có thiết kế gieo rắc nỗi sợ hãi cho giới tội phạm. Nó được trang bị động cơ V8 5,7L, tạo ra công suất tối đa là 370 mã lực và mô men xoắn cực đại 528 Nm. Động cơ V8 cho phép Dodge Charger Pursuit 2015 tăng tốc từ 0 đến 96 km/h trong thời gian chưa đến 6 giây. Mức tiêu thụ của xe này là 9,05 lít trên 100 km đường trường cùng ngoại hình hầm hố cùng kích thước chống đạn. Sẽ rất ít quái xế nghĩ đến việc cố chạy khi mà phía sau là chiếc xe này. Dubai Bugatti Veyron. Là một trong những thành phố nổi tiếng về mức độ xa hoa và giàu có, Dubai có tòa nhà chọc trời cao nhất thế giới Burj Khalifa, có khách sạn trang trọng nhất thế giới Burj Al Arab và vang danh không kém là đội siêu xe tuần tra trị giá hàng chục triệu đô la Mỹ của cảnh sát thành phố này. Trong biên chế của cảnh sát Dubai có đầy đủ các tên tuổi của làng siêu xe thế giới, từ Lamborghini Aventador, Aston Martin 177, Audi R8, Mercedes-Benz, Brabus, G700. Và dĩ nhiên không thể không kể tới chiếc Bugatti Veyron, chiếc xe được chú ý nhất trong đội xe. Được trang bị động cơ V16 với 4 bộ tăng áp, công suất 987 mã lực, chiếc Bugatti Veyron có thể tăng tốc từ 0 đến 100 km/h trong vòng 2,5 giây. Hiện tại chiếc xe này đang tạm giữ danh hiệu xe cảnh sát nhanh nhất thế giới. Tuy nhiên, nhiệm vụ chính của đội xe tuần tra Dubai không phải là để bắt tội phạm mà là để quảng bá hình ảnh của thành phố. Với giá bán hơn 1 triệu đô la Mỹ, Veyron đã trở thành một trong những chiếc xe đắt nhất của cảnh sát Dubai. Các bạn biết không, rất nhiều du khách từ bốn phương đã đổ tới đây chỉ để chiêm ngưỡng đội xe này đấy. Việt Nam. Có thể nói thì xe máy vẫn là phương tiện giao thông thuận tiện và phù hợp nhất với địa hình và hệ thống giao thông Việt Nam. Khi còn nhiều đường đất, đá gập ghềnh, ngõ ngách nhỏ, lượn lách xung quanh các khu dân cư đông người. Chính vì thế, cảnh sát Việt Nam ưa chuộng sử dụng một loạt những chiếc xe mô tô phân khối lớn, cơ động và mạnh mẽ. Đầu tiên thì có thể kể đến một chiếc xe quen thuộc. Nhìn thấy cái xe này, nhiều anh em đã muốn xón ra quần rồi. Đó chính là chiếc xe bồ câu Honda CB250 Nighthawk. Và chắc cũng vì biểu tượng cánh chim của Honda cùng với màu trắng chủ đạo trên xe mà dân tình hay đặt là xe bồ câu để phân biệt với các xe khác của cảnh sát giao thông. Sức mạnh của xe được cung cấp từ động cơ 234cc, hộp số 5 cấp, 2 xi lanh, sản sinh công suất 18,5 mã lực tại 8.000 vòng trên phút, mô men xoắn cực đại 8NM tại 6.000 vòng trên phút, đạt tốc độ tối đa tầm 120 km/h. Tốc độ cùng với tiếng còi hú rầm rầm phía sau, chiếc xe này đã trở thành nỗi ám ảnh cho nhiều quái xế vượt chốt của Việt Nam. Cảnh sát Việt Nam thì còn ưa chuộng chiếc xe Bentley 200 với giá khoảng 98 triệu đồng, sử dụng động cơ xăng 4 kỳ, dung tích xi lanh 200 phân khối, cùng với đó là bộ truyền động côn tay 5 cấp số. Với động cơ công suất 12.000 kW tại 9.000 vòng trên phút, Bentley 200 đạt tốc độ tối đa lên tới 130 km/h. Là dòng xe đặc chủng, Bentley 200 còn được trang bị bộ đèn nháy và còi ủ,
thùng hành lý chuyên dụng với đầy đủ các chức năng cần thiết để phục vụ cho lực lượng cảnh sát giao thông và thanh tra giao thông công chính và kiểm soát quân sự. Ngoài ra, thì cảnh sát Việt Nam còn sở hữu Honda CB223S, Honda NT700V, Honda CBX750, v.v. Đức, Brabus Rocket V12 CLS. Cảnh sát Đức còn sở hữu chiếc xe khủng khiếp hơn cả Lamborghini Huracan của Ý. Họ có cho mình một chiếc Mercedes-Benz CLS 65 AMG được độ lại bởi hãng độ danh tiếng Brabus. Chiếc xe này sau khi được độ lại có tên gọi là Rocket, bởi lúc này động cơ V12 biturbo đã có công suất lên tới 730 sức ngựa và khả năng tăng tốc lên tới 100 km/h dưới 4 giây. Thêm 6,5 giây nữa để đạt 200 km/h và mất 29,5 giây để kim đồng hồ đi từ 0 đến 300 km/h. Với tốc độ lên tới 350 km/h, Brabus được coi là có tốc độ nhanh nhất trong những chiếc xe cropper hiện nay. Lican Hypersport Abu Dhabi. Lican Hypersport là chiếc siêu xe đầu tiên đến từ Trung Đông, từng xuất hiện trong loạt phim ăn khách Fast and Furious. Sở hữu động cơ tăng áp kép 6 xi lanh, công suất 780 mã lực. Lican có thể tăng tốc từ 0 đến 100 km/h chỉ trong vòng 2,8 giây, trước khi đạt đến tốc độ tối đa là 394 km/h. Chỉ có 7 chiếc trên thế giới được sản xuất ra và giá của mỗi chiếc siêu xe này là 3,4 triệu đô la Mỹ, đạt gấp đôi giá của chiếc Bugatti Veyron lúc mới xuất xưởng là 1,7 triệu đô la Mỹ. Tuy cùng là hai thành phố giàu có thuộc tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, thế nhưng vài năm gần đây, ánh hào quang của Abu Dhabi có phần thua sút so với Dubai. Để thay đổi điều này, chính quyền Abu Dhabi đã bổ sung ngay chiếc xe Lican Hypersport vào đội tuần tra xe. Chiếc xe này chứng minh cho việc những gì Dubai có, Abu Dhabi cũng quyết không chịu thua kém. Ý, Lamborghini Huracan. Đích thân ông Stefano Domenicali, CEO của hãng Lamborghini, đã dành tặng những chiếc xe Lamborghini Huracan cho lực lượng cảnh sát nước này để tuần tra trên những con đường của thành phố Bologna, Ý. Chiếc Lamborghini Huracan Polizia này được sơn màu xanh dương phối với những chi tiết màu trắng. Trên sườn xe xuất hiện dòng chữ Polizia như dấu hiệu nhận biết phương tiện truy đuổi tội phạm mới của lực lượng cảnh sát Ý. Chiếc xe này là siêu xe chống tội phạm cực nhanh, cũng giống như những chiếc xe dân sự, nó có thể chạy nước rút từ 0 đến 100 km/h trong vòng 3,2 giây, nhờ động cơ 5,2 lít V10. Siêu xe này sản sinh công suất là 610 mã lực, truyền tải qua hộp số 7 tốc độ ly hợp kép đến 4 bánh. Tốc độ tối đa vẫn giữ ở mức 332 km/h. Ngoài ra, nó còn được trang bị thêm một số hệ thống phục vụ công việc cho cảnh sát, như là hệ thống đèn, còi báo hiệu, hệ thống giám sát bằng camera. Ngoài nhiệm vụ truy bắt và tuần tra trên cao tốc, chiếc xe 601 sức ngựa này còn đảm đương thêm nhiệm vụ vận chuyển máu hoặc nội tạng trong các trường hợp khẩn cấp để cứu người. Nhật Bản, Nissan Skyline GT-R R34. Nhật Bản là nơi sản sinh ra những thú chơi tốc độ đường phố, điển hình như là drift hay là đua xe đêm. Đất nước này nổi tiếng về đua xe và độ xe, nên việc cảnh sát được trang bị những chiếc xe đủ lực để giữ trật tự và lượn lách trên những cung đường núi uốn lượn là lẽ đương nhiên. Cảnh sát Nhật thì sở hữu cả Mazda RX-7, Nissan GT-R R35, nhưng chiếc GT-R R34 mới đáng được nhắc đến. R34 được sản xuất từ năm 1999 đến năm 2002 và nổi tiếng đến mức được biết đến rộng rãi với cái tên Godzilla, với động cơ V6 tăng áp kép, dung tích 3,8 lít cho công suất lên tới 276 mã lực và mô men xoắn cực đại 633 Nm. Nhờ đó mà xe chỉ mất 5,3 giây để tăng tốc từ 0 đến 100 km, đã hoạt động được 20 năm tuổi. Tuy nhiên, sức mạnh cùng tiếng động cơ hoàng giải vẫn đủ khiến cho các tay đua đường phố phải khóc thét. Ngoài ra thì tại Nhật Bản, GT-R còn được sử dụng vào công tác cứu hỏa. Anh, Caparo T1 RRV Police Pursuit Car. Ra mắt tại triển lãm siêu xe MPH ở Anh năm 2007 dưới dạng concept, cho đến nay thì Caparo đã trở thành chiếc xe mang biểu tượng của cảnh sát Anh. Chiếc Caparo T1 RRV phiên bản cảnh sát này được trang bị động cơ V8, dung tích 3,5 lít, công suất 575 mã lực, có khả năng tăng tốc từ 0 đến 96 km/h trong 5 giây và vận hành ở tốc độ tối đa sấp xỉ 200 km/h. Với sức mạnh động cơ và tốc độ khủng khiếp này, thật sự quái xế cử khôi đến đâu cũng phải suy nghĩ kỹ lưỡng trước khi muốn chạy trốn khỏi sự truy bắt của lực lượng cảnh sát quốc gia này. Bạn ấn tượng với dàn siêu xe của cảnh sát quốc gia nào nhất? Bạn còn biết siêu xe cảnh sát quốc gia nào nữa không nào? Hãy chia sẻ hiểu biết của mình ở dưới phần bình luận cho chúng mình biết nhé! Đừng quên like và share cũng như đăng ký kênh để xem thêm nhiều video hấp dẫn hơn. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại! Hi! Cảm ơn các bạn khán giả đã xem video ngày hôm nay! Nếu bạn thấy hay, hãy nhấn like, share video này!
và đăng ký kênh nữa nhé. Nhấn vào hình chiếc chuông để nhận được thông báo và là người đầu tiên xem video của chúng mình vào lúc 18 giờ tối và 11 giờ chiều các ngày trong tuần. Cũng đừng quên tham gia với chúng mình trong group Trang trại nhà Gen Z trên Facebook để cùng chia sẻ những thông tin thú vị và nhận quà hấp dẫn nha. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Bye bye.